nữ diễn viên gây bão mạng với tạo hình Dương Quốc trong show truyền hình thực tế Manh Thám 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 Án. Nữ diễn viên Cá Mực Không Mực xuất hiện với chiếc váy trắng dài cùng áo ngắn màu xanh pastel ngọt ngào. Đặc biệt, kiểu tóc thắt bím kết hợp với tóc mái bằng giúp Dương Tử nâng tầm nhan sắc, thậm chí còn hát chiều cao và tuổi cực tốt. Đây là lần thứ hai Dương Tử thử thách với tạo hình Dương Quốc kể từ bộ phim Đại Ương Ca năm 2015. Trong phim, cô hóa thân thành đại tiểu thư nhà giàu Ngô Nhược Vân. Những hình ảnh tại show Manh Thám 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 Án khiến người hâm mộ nhớ về nhân vật của cô trong bộ phim này. Thậm chí, nhiều người còn khen ngợi Dương Tử rất hợp với tạo hình Dương Quốc và hy vọng nữ diễn viên sẽ đóng một bộ phim thuộc đề tài này trong tương lai. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cho rằng tạo hình của Dương Tử khiến khán giả liên tưởng đến một nhân vật huyền thoại Phùng Trinh Trinh trong bộ phim Tân Bến Thượng Hải do Tôn Lệ thủ vai. Trong phim này, bà xã Đặng Siêu cũng để tóc mái bằng, tết bím hai bên giống Dương Tử. Tuy tạo hình giống nhau, nhưng Tôn Lệ và Dương Tử vẫn toát ra khí chất khác biệt. Trong khi Dương Tử mang vẻ đẹp thuần khiết của một tiểu thư nhà giàu, thì ở Tôn Lệ lại bật ra sự thông minh lương thiện. Thời gian gần đây, Dương Tử liên tục nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc thăng hạng. Chỉ cách đây ít ngày, nữ diễn viên khiến người hâm mộ nức lòng khi diện váy trắng xinh như công chúa, búi tóc cao để lộ bờ vai gầy guộc cùng vuông cổ thon thả cực kỳ gợi cảm đến trường quay show thực tế Manh Thám 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 Án. Từ khóa Dương Tử váy hoa hoa trắng chém chệ trên Hot Search Weibo và nhận được hàng chục ngàn lời khen. Đồng thời, người hâm mộ cũng tưng bừng chia sẻ lại hình ảnh Dương Tử và hy vọng rằng nữ diễn viên có thể duy trì vóc dáng như hiện tại, đừng tăng cân thêm nữa. Bởi Dương Tử thuộc tạng người lưng ngắn, bắp tay to, gương mặt tròn, vậy nên dù không hề mập nhưng mỗi lần cứ xuất hiện trước truyền thông là lại bị chê tơi tả. Nguồn tin hậu trường cho biết Dương Tử chịu khá nhiều áp lực vì lời chê mập lùn, vậy nên cô nàng mới cố gắng giảm cân, thậm chí còn sử dụng đến phương pháp tiêm thẩm mỹ nhằm giúp làm gương mặt hòn gọn hơn. Là một trong những nữ diễn viên hot nhất làng giải trí Hoa ngữ, gương mặt đại diện của nhiều nhà mốt lớn liên tục xuất hiện trên các tạp chí thời trang, nhưng phong cách của Dương Tử hiếm khi được đánh giá cao. Trong quá khứ, cô từng nhiều lần bị dân tình chê bai là thiếu khí chất thời trang, diện hàng hiệu như hàng chợ. Dù chụp hình thời trang nhưng cô không toát lên được cảm giác sang chảnh, thu hút cần có. Nhiều người còn cho rằng Dương Tử bị stylist hại vì thường mix đồ không theo nguyên tắc nào, tham lam chi tiết và phụ kiện, dẫn đến tổng thể trang phục bị rối mắt, sến súa và còn nhiều vóc dáng của cá mực thấy rõ. Ngoài ra, stylist của Dương Tử còn từng bị la ó khi mãi miết cho cô diện những mẫu váy trễ vai, vừa làm lộ nhược điểm, bị tố vóc dáng chênh lệch so với ảnh đã chỉnh sửa. Nhưng mẫu váy này cũng khiến hình ảnh của Dương Tử trở nên nhàm chán, một màu. Bên cạnh style khi đi dự sự kiện, thời trang sân bay của Dương Tử cũng thường xuyên bị dân tình chê cười khi cô nàng thường chọn những item sến súa, váy áo lộ nhược điểm vóc dáng và làm dụng phụ kiện họa tiết quá nhiều. Thế nhưng ai rồi cũng khác, sau khoảng thời gian bị dân tình chê bai tới tấp, style của Dương Tử đã ngày càng tiến bộ. Cô nàng cũng tích cực giảm cân, nâng cấp hình ảnh trước truyền thông khiến fan hâm mộ vô cùng tự hào. Sắp tới đây, Dương Tử sẽ trở lại màn ảnh nhỏ cùng bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý. Trong phim, cô hợp tác cùng các đồng nghiệp Tịnh Bách Nhiên, Trương Quân Ninh. Nữ bác sĩ tâm lý được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tất Thục Mẫn, một bác sĩ khoa nội có tiếng, đứng hạng thứ 14 trong danh sách những nhà văn giàu nhất Trung Quốc. Dương Tử vào vai nhà tâm lý học Hạ Đốn, còn Tịnh Bách Nhiên đóng vai Tiền Khai Giật. Vì vướng phải một sự kiện kỳ quái mà nhà tâm lý học Hạ Đốn bị cú sốc lớn trong sự nghiệp. Sau đó, Hạ Đốn tình cơ trở thành MC cho chương trình radio tư vấn tâm lý tình cảm. Làm việc cùng cô còn có anh chàng Tiền Khai Giật, Tịnh Bách Nhiên. Vì chương trình radio được khán giả đón nhận nên phòng khám tâm lý của Hạ Đốn cũng đắt khách hơn. Bất ngờ, thầy của Hạ Đốn là Cơ Minh Thông lại vướng vào vụ bê bối tài tiếng. Hạ Đốn bị kéo vào ồn ào này rồi lại phát hiện ra bí mật động trời liên quan đến Cơ Minh Thông.